Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các quận, huyện trên địa bàn thủ đô đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh như tạm dừng nhiều sự kiện để đảm bảo an toàn cho người dân, cũng như không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã không tổ chức khai mạc chợ hoa Tết truyền thống hàng lược như mọi năm. Đối với không gian phố đi bộ, quận kiến nghị từ ngày 5 tháng 2 sẽ tạm dừng hoạt động. Còn tại khu vực diễn ra hoạt động mua bán hoa, cây cảnh đã tiến hành lập chốt ở hai đầu để kiểm soát phòng chống dịch đối với người dân đến chợ. Cùng với đó, các quận huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tại các nơi công cộng, chợ hoa, chợ dân sinh, các siêu thị, đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.